Vụ lúa mùa cỏ dại thường phát triển nhanh và gây hại mạnh hơn so với vụ xuân. Nguyên nhân là do vụ mùa nhiệt độ cao, thuận lợi cho hạt cỏ nảy mầm và phát triển nhanh do có bộ rễ phát triển rất mạnh, cạnh tranh với cây trồng về dinh dưỡng, ánh sáng và nước làm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển kém, cho năng suất thấp nên ngay sau khi cấy xong, bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ. Tôi phun cái thuốc phosphat ấy, coi là vụ xuân vừa rồi tôi đã phun rồi, ruộng nó cao, nó thắm cỏ lắm. Tôi phun xong là vài hôm là nó chết. Nếu mà coi nó có cỏ nó mọc, coi khoảng đốt, nó là hai đốt, ba đốt ngón tay thì mình để nước bằng màng, mình phun vào, là mình bơm nước cả lên là nó chết. Sau khi gieo cấy khoảng 5 đến 7 ngày, cây lúa có thể bén rễ hồi xanh và bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Đây là giai đoạn quan trọng góp phần tạo năng suất sau này. Để loại trừ cỏ dại, bà con có thể nhổ cỏ bằng tay và dùng thuốc hóa học. Để phòng trừ cỏ dại hiệu quả trong cái vụ mùa ấy, thì bà con chúng ta lưu ý là đối với lúa gieo sạn, gieo thẳng thì bà con dùng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. Còn đối với các lúa mà cấy thì thông thường bà con dùng các cái loại thuốc mà hậu nảy mầm hoặc là hậu nảy mầm sớm. Sau khi gieo cấy, bà con có thể dùng cái sản phẩm mà Topsot 60 OD là một cái thuốc trừ cỏ mà hậu nảy mầm sớm. Thì bà con lưu ý là phun đúng cái nồng độ với một cái chai 100cc, bà con pha được với 2 bình 16 lít thì bà con chúng ta pha phun. Cái vấn đề nữa là để phun phòng trừ cỏ dại hiệu quả thì trong ruộng là cần phải có đủ độ ẩm, tức là nó phải ẩm và thậm chí cái mực nước ở trong ruộng nó phải xâm xấp thì như vậy nó hiệu quả. Sau khi phun được 2 đến 3 ngày thì bà con đưa nước trở lại ruộng thì như vậy thì làm cho cái nước thuốc nước trong ruộng nó dâng lên và nó ngập nút cái ngọn cỏ, thì như vậy thì cỏ chết một cách triệt để. Trong thời gian sau cấy từ 7 đến 15 ngày, các loại cỏ dại trong ruộng phát sinh, đặc biệt là cỏ lồng vực, nên để phòng trừ hiệu quả, ngoài sử dụng thuốc trừ cỏ Topsot 60 OD, bà con nông dân có thể sử dụng sản phẩm thuốc trừ cỏ AnQ40VKP. Đây là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, trừ các loại cỏ rất an toàn với cây lúa. Để đạt hiệu quả cao nhất, bà con nên phun thuốc trừ cỏ khi lá cỏ mọc được 2 đến 3 lá, ruộng đủ ẩm hoặc xâm xấp nước và sau khi phun được 2 đến 3 ngày, bà con nên đưa nước vào ruộng để ngập ngọt.